Kênh chơi xanh của mình hôm nay cùng mình chơi chơi xanh bạch tuộc cũng xem lại quả của mình sẽ đối với xanh mặt bạch tuộc này như thế nào. Cách tua mình sẽ tua vào đâu? Chiếc tua còn lại cho tôi muốn xem. Phần đầu còn lại mình sẽ tô là màu xanh cốm.
Và vừa rồi mình đã hoàn tất xong bức tranh. Cảm ơn mọi người đã xem hết kênh tranh của mình. Hẹn mọi người vào những video tiếp theo.